Siêu sao Lionel Messi đã có phút cuối bùng nổ để giúp PSG thoát khỏi một trận hòa đầy tai hại trước Nantes. Dù được đánh giá cao hơn hẳn so với Nantes nhưng PSG lại trải qua một trận cầu đầy khó nhọc trên sân nhà. Bàn mở điểm đến từ PSG từ rất sớm, ngay phút thứ 2 do công của Mbappe, nhưng sau đó là sự phung phí đến từ hàng công của đội chủ sân công viên Các Hoàng tử. Bước ngoặt đến hiệp 2 khi thủ môn Kylian Navas nhận thẻ đỏ trực tiếp và Nantes có bàn gỡ đầy bất ngờ. Thế nhưng Lionel Messi đã cho thấy đẳng cấp của một siêu sao khi trực tiếp dẫn đến bàn phản lưới nhà của đội khách. Sau đó là pha đi bóng và dứt điểm đúng thương hiệu để ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG. Đáng chú ý, pha lập công ở phút thứ 87 của Messi chính là bàn thắng đầu tiên của anh tại đấu trường League One. Việc mở tài khoản tại giải đấu cao nhất nước Pháp hứa hẹn sẽ đánh dấu một sự bùng nổ dành cho ngôi sao người Argentina sau khi anh đã phải mất 19 cú dứt điểm để chọc thủng lưới đối phương. Đáng chú ý, theo thống kê từ Opta, Messi đã trở thành cầu thủ Argentina thứ 17 ghi bàn tại League One cho PSG. Hai khoảnh khắc in đậm dấu giày của Messi đã giúp PSG đánh bại Lens, qua đó xây chắc ngôi đầu với 37 điểm, hơn đội nhì bảng Lens 13 điểm nhưng chơi nhiều hơn đối thủ này một trận.